Chim cánh của tập thể dục, tác giả Maki Saito, người dịch Lê Hiền Linh Trụ. Chim cánh cụt bắt đầu tập thể dục nhé. Hít vào. Thở ra. Vươn cổ. Rụt lại. Vẫy tay. Vẫy 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 vẫy. Dậm chân. 1, 2, 1, 2. Gập đầu xuống bụng. Gập sát. Nhảy bước nhỏ. Đây. Nhảy cao. Lắc đầu. Mai chúng mình lại tập tiếp nhé.